tử vi năm 2024 của nam mạng nhâm thân sinh năm 1992 bước sang năm giáp thìn 2024 là một năm trở về bình thường phương diện công việc làm ăn chưa có sự thay đổi hay tiến triển mới tài chính cũng chỉ ở mức đủ để chi tiêu cho cuộc sống sức khỏe cũng gặp nhiều đau ốm nhưng cũng sẽ nhanh khỏi bệnh nhâm thân Thanh tủ tri hầu, tức khỉ thanh tủ, tuổi vào năm 2024, 33 tuổi, sanh từ ngày 4 tháng 2 năm 1992 đến ngày 22 tháng 1 năm 1993. Ngũ hành bản mệnh kiểm phòng kim, tức kiểm bằng vàng. Tưởng xương, tưởng tinh, xương còn khỉ, tưởng tinh còn dê xem tổng quan vận hạn năm giáp thìn 2024 cho nam mạng tuổi nhâm thân sinh năm 1992. Luận về ngũ hành. Ngũ hành bản mệnh của tuổi này là kim, gặp năm thuộc ngũ hành hỏa, thể hiện mỗi quan hệ ngũ hành khắc nhập xấu. Năm này dự báo công việc của quỷ nam tuổi hành kim không được tốt kinh doanh không thuận lợi chủ về thua lỗ bởi vậy trước khi có dự định kinh doanh trong năm 2024 cần phải suy tính kỹ lưỡng tình cảm gia đạo cũng không được tốt sức khỏe có thể bị bệnh đau ốm xấu nhất trong năm là vào tháng 8 âm lịch vì ảnh hưởng của nhiều tình cảm gia đạo cũng như tiền bạc luận về thiên cang Thiền càng nhâm, gặp năm thiền càng giáp mọi quan hệ bình hòa. Năm nay sẽ có nhiều liên kết hoặc mở mang trong công việc kinh doanh, tuy nhiên kết quả cuối cùng nhận được lại không được như ý nguyện. Chính vì thế, đối với những dự định đầu tư, phát triển làm ăn trong năm nay cần phải cân nhắc và không nên vội vàng quyết định sức khỏe của nam mạng tuổi này cần phải chú ý đề phong vì không được tốt. Anh em trong nhà chú ý dễ có chuyện bất đồng, ảnh hưởng không tốt tới tình cảm gia đạo. Luận về địa chi Địa chi thân gặp năm địa chi thân mỗi quan hệ tạm hợp. Năm 2024, công việc của Nam Mạng sanh năm 1992 chủ về hành thông xuân xẻ, tiền bạc cũng như sự nghiệp đều được ổn định và bền vững. Đặc biệt với những dự định công việc làm ăn tiến hành trong năm đều dễ đưa tới kết quả như mong muốn. Luận về cung phi, cung phi cẩn gặp năm cung phi trấn, thuộc khí chủ về lục sát. Người tuổi này tình cảm trong năm dự bảo không hòa thuận, có người phá hại về công việc làm ăn kinh doanh. Bên cạnh đó những chuyện thị phi dễ đưa tới. Trong năm cần phải suy tính nhiều chuyện liên quan tới tiền bạc hay làm ăn kinh doanh. Kết luận, năm 2024, cuộc sống của Quý Nam tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992 không được như kỳ vọng nếu muốn mưu cầu về công việc làm ăn sẽ gặp phải khó khăn, nên tập trung làm tốt công việc hiện tại. Phương diện sức khỏe không có những chuyển biến quá lớn, đau ốm cũng nhanh khỏi bệnh. Nam mạng tuổi này cần chú ý chuyện tình cảm vợ chồng không tốt, dễ xảy ra mâu thuẫn. Xem tử vi năm 2024 cho nam mạng nhâm thân luận về sao chiếu mệnh, sao phần hẳn. Phần hận tháng 2, tháng 5, lời qua tiếng lại ăn nằm nào yên. Tháng 8 rắc rối than phiền, làm ơn mắc oán muộn phiền tâm thân. Nam mạng tuổi nhầm thân vào năm 2024. Gặp sao chiếu, vần hận, chủ về làm ăn đều trung bình, chú ý khẩu thiệt, giữ mầm miệng, trở nên nóng nại, thư kiện giấy tờ trong năm không được lợi. Bên cạnh đó, sau này cũng đem tới nhiều bất lợi liên quan tới sức khỏe. Cần chú ý các tháng, tháng 2, tháng 8, nhà cửa không yên, khó nuôi, gia súc hay có việc quan sự. Luận về sao hàng, hạng thiên la. Thiên la hạng ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá, tâm thì chẳng an. Thiên la hạng phải lao đao, chỗ khỏi tật bệnh, hòa trao phải phòng hàng thiên la ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như tinh thần của nam mạng tuổi này. Trong năm, chú ý dễ bị đau ốm hoặc bệnh tật. Nếu đau ốm thì sẽ lâu ngày mới khỏi, tinh thần cũng không được tốt, dễ rơi vào tình trạng bất an. Hạn tội của nam mạng nhâm thân vào năm 2024 Phạm phải hạn Kim Lâu, Hoàng Ốc và hạn Tam Tai năm thứ ba vận niên năm 2024, mã trúng đao xấu. Vận niên này thể hiện ý nghĩa con ngựa chiến bị thư, vì thế công việc tiến hành trong năm nếu bản thân không kiềm chế dễ đưa rời những thất bại, không cạnh tranh với ai và một mình làm việc của mình. Xuất hành đi xa hoặc di chuyển cầu phà không được lợi nên giữ công việc kinh doanh như cũ, không nên đầu tư cho những lĩnh vực mới. Về thời gian của năm, mọi việc sẽ được tốt lên. Luận về tử trụ Tử trụ có thiên tuyệt, địa hoa. Công việc làm ăn trong năm chỉ ở mức bình thường, không có dấu hiệu phát triển vượt bậc, do đó không nên thay đổi. Chuyện tình cảm không tốt dễ xảy ra xung đột với nửa kia. Luận giải lá số tử vi của nam mạng nhâm thân như sau. Tại cùng tiểu vận có các sao. Thiên mã lộc tồn bác sĩ điểu khách thiền khốc tuần tràng sinh. Bộ sao này năm nay phải xuất hành đi lại nhiều, tiền bạc hao tổn, sức khỏe không tốt, đau ẩm lâu khỏi. Tại cùng sùng triệu có các sao. Long trì phi liêm quan phủ truyệt bệnh. Bộ sao này cho biết nếu xuất hành đi xa cần phải chú ý sức khỏe và xe cộ. Bên cạnh đó, còn có thể gặp những rắc rối liên quan tới cửa quan pháp lý. Tại cùng tam hợp có các sao, giải thần, phượng cát, tưởng quân, tan môn, để vườn, quốc ẩn, tuế phá, thiên hư, địa phỏng, mộ. Bộ sao này dự báo công việc làm ăn không được thuận lợi, có người quấy phá hay thay đổi, tiền bạc, tiêu pha nhiều. Kết luận năm 2024 này, cuộc sống của nam mạng nhâm thân sinh năm 1992 phải đối mặt với những khó khăn. Mọi việc chưa thấy sự khởi sắc. Xuất hành đi xa cần chú ý nhiều điều bất lợi và đưa tới thị phi. Năm nay, tiền bạc chỉ đủ để chi tiêu cho cuộc sống. Tình cảm vợ chồng có điềm bất hoa, dễ nảy sinh, mâu thuẫn, cãi vã xem tử vi năm 2024 của Nam Mạng Nhâm Thân luận về các phương diện trong cuộc sống. Luận về phương diện tài chính Trong năm, tình hình ta lộc của Nam Mạng Nhâm Thân duy trì ở mức bình thường, tiền bạc có nhưng chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Điều này đòi hỏi sự quản lý tiền bạc một cách cẩn thận và có kế hoạch hơn. Luận về phương diện sức khỏe, Sức khỏe của nam mạng tuổi này dự bảo cần phải chú ý và cẩn trọng đặc biệt đối với vấn đề về xương khớp và tay chân. Để duy trì sức khỏe tốt, nam mạng nhằm thân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp Công việc làm ăn của nam mạng sanh năm 1992 vào năm giáp thình này chưa đạt được như mong đợi. Do đó, cần phải tập trung vào công việc, tránh sự phân tán chú ý, làm nhiều việc cùng một lúc. Vừa mất công sức mà có thể không đạt được kết quả như ý muốn. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Trong năm, tình cảm gia đình không được thuận lợi, có thể xuất hiện những muộn phiền và thiếu hòa khí. Quan trọng nhất là cần giải quyết mọi vấn đề một cách nhẹ nhàng và thấu hiểu nhau hơn luận về phương diện xuất hành ngoại giao. Việc ngoại giao trong năm ổn định, nhưng khi xuất hành đi xa cần chú ý đến những tình huống không thuận lợi và có thể phát sinh thị phi, luôn giữ tinh thần lạc quan, linh hoạt trong giao tiếp để giảm thiểu rủi ro. Năm 2024, Nam Mạng nhằm thân hợp tác làm ăn với tuổi nào để được hành thông và thuận lợi. Nên hợp tác với các tuổi sanh năm 1989 hay tuổi sanh năm 1990 hoặc tuổi sanh năm 1992 để tối ưu hóa cơ hội thành công. Không nên thay đổi công việc mới mà nên tiếp tục với công việc hiện tại để đạt được những may mắn và lợi ích. Màu hợp tuổi năm 2024 màu vàng và màu nâu. Nam mạng kỵ màu đen và màu đỏ. Tổng kết Qua luận giải tử vi năm 2024 của Nam mạng nhâm thân sinh năm 1992 nhận thấy rằng vận trình cuộc sống trong năm chỉ ở mức trung bình. Cần chú ý không nên thay đổi công việc hay mưu cầu quá cao, khó đạt được kết quả như kỳ vọng cần bình tĩnh hơn trong chuyện tình cảm vợ chồng, không nên quá cứng nhắc, tránh những mâu thuẫn kéo dài. Ngoài ra, nam mạng tuổi này cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên quá tập trung vào công việc mà khiến cơ thể mệt mỏi.